Một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Hy vọng là mình sẽ hợp tác thành công. Mời bạn nam. Mời chị bạn. Mời bạn nữ. Đây, bây giờ thì hai bạn đã ngồi đối diện nhau rồi đó. Dạ. Anh ở đầu xong em cuối xong. Em chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Văn Thạo. Năm nay em 30 tuổi. Em làm bên lĩnh vực an toàn lao động của công ty Thang Máy. Rất vui hôm nay được tham gia chương trình và buổi hẹn hò. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Em là làm công việc đó ở đâu? Em hiện tại làm xung quanh Sài Gòn anh ạ. Sài Gòn thôi. Dạ. Quê em ở đâu? Quê em thì ở ngoài Bắc, ngoài Thái Bình. Nhưng mà gia đình vào trong này được 20 năm rồi. Ồ, vậy tức là gia đình ở đây hết rồi. Dạ vâng, ở đây hết rồi. Mời em giới thiệu. Lời nói đầu tiên là cho em xin phép xin chào cả nhà mình tại trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò ngày hôm nay. Em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh, cùng với anh bạn cùng quay bên phía tấm màn bên kia. Chào em bạn. Tên là Đỗ Thị Hà My. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ Tiền Giang. Và hiện tại là em đang công tác tại phòng sale marketing của công ty cổ phần du lịch văn hóa Suối Tiên từ thứ hai đến thứ sáu, còn dịp cuối tuần thì em làm cộng tác viên tại công ty Tuyến Mê Công tại Tiền Giang và Bến Tre. Em làm hướng dẫn viên ở dưới. Là coi như cuối tuần là mình đi về quê làm. Dạ đúng rồi. Cô gái của trẻ mà năng động trong công việc dữ luôn, làm rất tốt. Sài Gòn xong rồi cuối tuần về Bến Tre làm nữa. Giỏi quá vậy em. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mọi người xung quanh nói em là người rất là hòa đồng. Nói chuyện với người lớn thì rất là dễ bắt chuyện. Còn nhược điểm của em là rất là nóng tính. Còn cái tình trường thì sao? Mình trải qua bao nhiêu mối tình? Dạ, em trải qua một mối tình. Thời sinh viên em thì nóng tính, mà người đó thì chịu, cứ im im liềm liềm vậy đó. Cái cuối cùng một ngày đẹp trời họ điện về cho mẹ em và nói là bác ơi, con chịu My hết nổi rồi, tính của My nóng quá, con chịu không nổi, thế là chia tay. Rồi từ đó đến nay là ở không? Dạ. Thế bây giờ mình đã rút được cái kinh nghiệm chưa? Mình đã bớt nóng chưa? Vì lúc đó là còn đi học nên mình cũng chưa suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ là để đi làm rồi, mà cái ngành của em là bên dịch vụ nên em cũng kiềm chế được cái tính tình của mình rồi. Tại vì gặp nhiều khách hàng. Nhưng mà chị cũng hơi lo lo chút là bây giờ em bận quá vậy, nếu mà mình hẹn hò thì mình giờ thời gian nào dành cho bạn trai? Tại vì cái thời gian mà em đi làm như vậy á, là em không muốn tìm hiểu một mối quan hệ nào. Em lười yêu, lười tìm hiểu. Nếu mà bây giờ mà mình tìm được cái đối tượng phù hợp với mình thì tất nhiên em sẽ giao hòa cái công việc của mình lại. Ở dưới quê em, độ tuổi của em thì hàng xóm xung quanh bảo là em ế rồi. Vậy mới nhờ tới chương trình ha. Không sao, ngày hôm nay cố gắng nha. Bạn trai, tình trường của em thì sao nè? Thời sinh viên thì em có trải qua một mối tình được một năm. Thì sau đó thì đi làm á, công việc nó lu bu, với lại lười yêu nữa. Nên là thành thử ra là chưa có quen ai một cách mà mình chỉ quen cái kiểu dạng như là xã giao thôi. Chưa có mối tình nào sâu đậm lắm đúng không? Dạ, dạ. Bởi vì hai bạn đều lười yêu hết. Dạ. Hôm nay cố gắng chúng tôi sẽ không cho các bạn lười yêu nữa. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Mọi người nhận xét em là hiền lành, rồi thật thà. Còn điểm yếu của em thì không có dứt khoát. Mình nhìn một cái vấn đề gì đó, mình phải nhìn trước, nhìn sau, xem là nó đúng hay sai. Cái đó là nó có một cái điểm yếu của em. Ủa là sao? Nhìn trước là sao? Là không mình thấy gì hết là sao? Là mình kiểu như là ai mà nóng tính với anh chẳng hạn thì anh sạc lại liền. Nhưng mà em thì không có. Em thì ngẫm nghĩ là đó đâu phải điểm yếu đâu. Có đó sự kiên nhẫn, nhường nhịn, có đó là tốt đó em. Nhiều khi người ta nói xong em sạc lại liền, tức là cái đó là không tốt. Như cái đó thì nếu mà đàn ông thì nên như vậy. Ủa, đàn ông nên sạc lại luôn hả? Phải không? Vậy là tốt đó cưng. Dạ, em cảm ơn. Dạ. Rồi, bây giờ mình muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn một người phụ nữ mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Cá tính. Đưa ra một cái vấn đề gì đó thì hai đứa cùng có thể là chia sẻ với nhau. Chứ được, không có kiểu như là ai cả. Được. Nếu mà khi mà không thống nhất gì đấy thì mình có thể là tham khảo ý kiến của người thân. Coi như bình đẳng với nhau ha. Dạ, bình đẳng. Không có gia trưởng ở đây, cái này hay lắm á. Dạ. Rồi về ngoại hình thì sao? Em có mẫu hình nào lý tưởng không? Mẫu hình lý tưởng của em là xinh giống như Cát Tường ấy. Cảm ơn em. Anh ơi, da ngăm được không anh? Anh không quan trọng màu da em ạ. Dạ. Em muốn tìm cái người bạn trai có những cái đặc điểm như thế nào? Dạ, em muốn người đó chững chạc hơn em, điềm tính,
Và khi mà em có một cái vấn đề gì đó, như là em nóng tính lên một cái sự việc gì đó, thì anh cũng phải là người tìm hiểu lý do tại sao em như vậy, chứ không phải là im im liềm liềm rồi cứ để vậy đi luôn. Anh đi luôn đó, đi luôn để suy nghĩ. Anh này kiên nhẫn lắm, yên tâm. Anh có thể là giúp em trong cái khoản mà kiềm chế cái sự nóng giận của em. Dạ vâng ạ. Gì nữa không em? Với lại là bạn đó không có bánh bèo. Bánh bèo? Không thích chơi bánh bèo. Bánh bèo là sao? Như là không có chính kiến ở trong cái một cái quyết định nào đó. Em không thích bạn. Nhiều khi ta nhường em rồi sao? Dạ. Rồi, em có thích về cái ngoại hình như thế nào? Ngoại hình á thì em cực kỳ có ấn tượng với bạn trai mà mặc áo sơ mi và quần tây, là cao trên 1m7. Tại vì em cao hết 1m64 rồi. Cao có mang cao. Dài lên nữa, 5 phân nữa. Áo sơ mi có sơ mi. Quần riêng được không? Không có quần tây, mặc quần riêng được. Chừng nào có cái dịp gì đặc biệt người ta bận quần tây áo vest luôn. Bình thường đi tham gia chương trình cho nó năng động, mình mặc quần jean được rồi ha. Quần áo không nói lên tính cách của con người đâu em. Rồi, chào em. Dạ. Hiền khô hả? Hiền khô ha. Ừ. Kế hoạch của em khi nào thì tiến tới hôn nhân được? Hai đứa đồng ý thì có thể sang năm. Em cũng đã có một số vốn. Và cũng nhờ sự hỗ trợ của gia đình, cũng có nhà cửa đàng hoàng rồi. Vậy là sau này mình lập nghiệp hai vợ chồng ở riêng hay là có phải ở chung với ba mẹ làm dâu gì không em? Bố mẹ em rất là thoải mái cho ở riêng để cho nó tự do thoải mái. Bạn bên kia rất là nóng á. Nóng quá la bạn hoài sao? Chịu được không? Nếu mà la em hoài thì em sẽ có nhờ sự trợ giúp của bên bố mẹ em và bố mẹ bạn đấy. Hay hay. Được. Quá được luôn chứ. Quá được. La người ta hoài, người ta mét ba mẹ liền chứ. Mét ba mẹ hai bên ha. Chưa có đàn ông nào vậy hết trơn á.